Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng ngày 1 tháng 4, đại diện Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đơn vị đã bắt giữ một nghi phạm là nữ giới để điều tra về vụ hỏa hoạn làm một người chết, 5 người bị thương. Hiện cơ quan công an đang tiến hành lấy lời khai của nghi phạm. Tối ngày 31 tháng 3, lực lượng công an cũng đã trích xuất camera an ninh nhà dân xung quanh để phục vụ điều tra. Theo những hình ảnh camera ghi lại, khoảng 18 giờ 50 phút ngày 31 tháng 3, người phụ nữ này cầm theo một chai đựng chất lỏng, nghi là xăng, đi vào tầng 1 là nơi để xe máy, sau đó đổ chất lỏng ra xung quanh một chiếc xe máy, rồi nhiều lần châm lửa bằng diêm. Sau khoảng 4-5 lần thực hiện, ngọn lửa bùng lên dữ dội thì nghi phạm bỏ chạy ra ngoài. Theo báo cáo nhanh của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn PC07 Công an thành phố Hà Nội, khoảng 19 giờ ngày 31 tháng 3, sau khi nhận được tin báo hỏa hoạn xảy ra tại số nhà 4 ngõ 60 phố Phú Đô, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, có người mắc kẹt bên trong, đơn vị đã huy động 7 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường tổ chức chữa cháy cứu nạn. Ngay sau khi đến hiện trường, lực lượng cảnh sát đã tiếp cận đám cháy và nhanh chóng triển khai hướng dẫn thoát nạn, cứu người, tổ chức chữa cháy. Sau gần 30 phút tích cực chữa cháy, đám cháy đã được dập tắt. Khu vực xảy ra cháy tại nơi để xe ở tầng 1 của một ngôi nhà 6 tầng, một tum, diện tích mặt sàn khoảng 170m2. Một người đã tử vong, cảnh sát đã cứu được 5 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em và đưa đi cấp cứu kịp thời, đồng thời hướng dẫn thoát nạn an toàn cho 7 người. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ, không loại trừ nguyên nhân do có người phóng hỏa.